Su sẽ nói cả một trong những cái monitor bà monitor Asus Tough Gaming bà đi cứ một rồi học sắp em hơi đó nè hôm nay bà mà pay buồn in chưa pay để con IPS bà mấy cứ một rồi pay sắp bấm buồn là dương free dùng bộ speaker mà cù bà này đó thì là dương speaker ở bà mở rụng riêng về tạm đoan ta anh đi vị trí mà pay buồn vị trí pi sai buồn chu 1A bà ấy lỗi mình chưa biết nè bà này đó thì anh đi cứ mấy một rồi phía rồi tình yêu bay chân nam trên phía sụp to lắm bà hay anh đi một rồi sắp em hơi nè đó thì bà một rồi sắp em hơi mùi em ai mà nó sẽ phạm hơn mùi em ai Shadow Boost Extreme Low Motion Blue A Blur ở cặp sử dụng tạm đoàn Stereo Speaker Free Sin bà tình yêu bay chân nằm nè đó thì mình đi cái chiếc monitor thông mây mà rồi phía rồi nhưng phải em mỗi nhau nè đi tình yêu bay chân nằm á bà tay dương phở dương thai nè nè bà bị sao nhóm cư dương phở dương thai bia mê thai của mọi chú cốt á chú cốt ảnh cọng à nó đánh vào đánh thi á mồi bà sầm khăn à chú cốt ảnh cọng nó cư dương thơ chú cốt bia đại sai cái răng cứ đại vào đánh thi nhưng mà trẻ hơi á nó chỉ xa đa tươn đo môi được ngọt thì đại pra monitor thay mấy cái đôi chia laptop thay mấy laptop thay mấy đại ca na cho câu đại răng cứ đại vào đánh thi đại răng bờ monitor cứ đại vào đánh thi tại mà đòn vô lẽ dân môi của mọi câu đó bà của mọi câu đại răng á câu mấy thay nhưng câu đại đại sai vì vô lẽ ba đi vô ở sau mọi câu chăng á nhưng mà mọi câu bà phở tư viêm nghĩa ta na đây monitor thay mấy nào bà phở cho anh nghe khâu tên ai bà nick là IPS Brother Monitor Gaming IPS mà nó sắp em hết mua em ai bà Shadow Boost tiết Brother ôi cóp tay mà đông mà phây ở VG nè 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 mà đè bì á bà tại nếu bây chân em thông mây mà rối phía rồi môi chăng tinh ai mà nó tinh ban nơi gọt bà ta lái lo mình tên bà ta lái lo mình tên nè nè chơi with art nè là gì mà nhầm chặt chương cho sân và cho sân bà xem em này đó thì để trong ban monitor ní ai mà đó tính ban nơi gót á bà thâm mây mà rõi phía rõi tay mà đó như ban chỉ mỗi monitor Asus thơ sử dụng thâm mây mà rõi hoa sắp phẻm hợt bà mẹ mà rõi sai bu nữa nè mà rõi hoa sắp phẻm hợt bà mà rõi sắp phẻm hợt thay nhu phẻm môi nào nè bà nè là IPS tiết lằng cọp nè IPS Brother bà IPS Ultra Wide View Angle IPS môi bà chắc monitor gaming phía trơn cứ bởi sở dĩ chắc chắc với một đôi size sẽ buôn hơn mỗi sản phẩm hơn khá là miễn IPS tì cứ chỉ monitor thoa mặt đá vì ở IPS chẳng cần lỡ với SAT mồi chẳng là sở dĩ thông mây ní cứ miễn IPS lại càng sản bắt vào vía chẳng cần lỡ với cứ sạt và cần lỡ với cứ sạt ta lấy những đau viên máu hay những bạc viên tích máu đầm bay mơ vì rụng viên viên tích bà chẳng môi thở cá bà trong tinh monitor thông mây mà đôi phía đôi bài ní ai mà đó tinh bán nơi gọt bà ai mà đó tinh bán nơi gọt monitor ní bà thông mây mà đôi phía đôi bà một tờ này cứ thay mà rồi phía rồi tay mà đong đầm lái lõ này thế tâm thay tâm ta mà rồi pay sấp bầm bùn từ la tay và nói như từ tôi ba chục buổi monitor mà pay bùn ính mà rồi học sấp ram hết chục buổi năng và pay panel IPS tiệt chẳng như cái chi là sầm bắt đó là o bằng phớt đại môi thở ca bà có chơi môi bà anh ấy cứ lối khoáng này thế lối khoáng mình tên mà rồi học sấp ram hết thấy miền IPS tiệt hơi lối khoáng à bởi vì tôi tới monitor sử dụng chắc cứ âm miên IPS-T mà rồi sai buôn mà rồi sẽ phải hơn monitor chắc chắc và monitor sử dụng môn và mặt tắc thì có monitor sử dụng chắc hay chắn á nà ô mà cả lỡ nè môi nè ôi mà lôi khăn mà tên chắc sẽ mẹ môi thời ca bà trong tính mà ai cũng rôn láng bà chúng tôi là miên chắc là sẽ mẹ monitor để monitor này bà cứ miên tích nè cầm hôn á nà bà monitor cầm hôn cứ miên tích chắc sẽ mẹ này đó có thể là trời ca ai tệ tàu mà bàn á và một tuần đấy cứ cọc tại một đồng brother.